nhận được một số hình của mấy bạn gửi vào trong Gmail của mình. Nên theo thứ tự ưu tiên thì mình sẽ vẽ bản này trước. Mình đã phát họa ra trước rồi, dựa vào cái hình cũ của bạn ấy, để cho không tốn thời gian nhiều của mọi người. Thank you.
vì kỹ năng vẽ của mình không có học qua trường lớp, mặc dù mình rất là muốn đi học. Nhưng có lẽ sau này mình sẽ đăng ký một khóa nào đó để học vẽ sau. Thì trong thời gian mà mình học ở Arena thì mình đã xem qua một số nơi dạy vẽ rồi, nhưng mà mình vẫn chưa quyết định được. Nên trong thời gian rảnh thì mình có vẽ một số bức chân dung để rèn thêm kỹ năng của mình. Người ta nói là có công bài sách có ngày nên kim mà không mọi người. Nên mình hy vọng kỹ năng của mình sẽ ngày càng tốt lên. Ít ra thì nó cũng có thể nuôi được bản thân mình đó. Mỗi lần mình vẽ thì mình rất là thích nhấn vào đôi mắt và đôi môi, bởi vì đó là những nơi mà chúng ta có thể trang điểm được nhiều á. Nhưng mà theo mình thấy thì trang điểm lên thì đẹp, nhưng mà nó sẽ khiến mình bị già. Thì da của tụi mình cũng sẽ xấu đi nữa. Nhưng mà ai chả muốn đẹp trong mắt mọi người đúng không? Bạn của mình đang vẽ thì bạn ấy không có biết trang điểm luôn, như là chỉ biết đánh son thôi à. Nên mình sẽ mất khách cho bạn ấy thử xem. Phong cách của
bản thân. Bạn này là đúng là kiểu của con gái mà nết na, hiền lành mà thùy mị luôn nha mọi người. Nên ai mà thích cô được bạn tôi là số hưởng lắm luôn đó nha. Chứ không có giữ như tôi đâu. Không mặc hở hang luôn, không bao giờ mặc hở hang. Thật sự thì tính tình này đối với con gái bây giờ thì rất là khó, bởi vì hầu hết bây giờ con gái thì luôn là muốn khoe nhan sắc của mình, muốn lưu lại những khoảnh khắc mà mình đẹp nhất. Thì áo hai dây hay là váy ngắn là chuyện rất là bình thường, nhưng mà đối với bạn ấy thì mặc hở bạn ấy sẽ rất là ngại. Với lại bạn ấy cũng thích kiểu Ấn Độ nữa. Hồi đó bạn ấy có nói là đám cưới muốn lấy người Ấn Độ hay là mặc theo phong cách Ấn Độ gì đó. Nhưng mà này chỉ là nói giỡn thôi nha mọi người. Nên mình sẽ để cho bạn ấy theo phong cách Ấn Độ. Mặc dù này là không phải là cô dâu Ấn Độ, mình chỉ dựa theo như vậy thôi. Là hy vọng bạn ấy sẽ nhìn thấy bản thân hóa thành người Ấn Độ như thế nào. Người Ấn Độ thì kẻ mắt rất là đậm luôn, mắt người ta cũng rất là sâu nữa. Và trên đỉnh cũng mặc dù con gái Ấn Độ rất là đẹp, mắt của người Ấn Độ bao đẹp luôn, như là mắt của búp bê baby gì đó. Trời ơi, mình cũng muốn mặc thử trang phục Ấn Độ một lần. Bạn tôi nói trang điểm ở ngoài chắc là bạn sẽ đẹp lên nhiều hơn ở trong tranh. Thì nhiều người bảo là đẹp như tranh vẽ, nhưng mà cái vẻ đẹp thật sự bên ngoài của mình thì không có vẻ đẹp gì ở thế giới ảo có thể so sánh được đâu mọi người. Video này thì mình ghép từ rất là nhiều clip mà mình đã cho chạy nhanh hơn tới 8 lần rồi đó. Nó vẫn dài vậy. Ở ngoài thì mình dễ cứ tà tà. Mà video thì để mọi người không có ngán thì mình phải tua vào là nhanh. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.